bạn. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cho các bạn máy lọc không khí Daikin. Máy lọc không khí Daikin có diện tích sử dụng tới 46m² với công suất lớn. Cấu tạo của máy lọc không khí Daikin bao gồm phần thân máy. Ở phía trước có bảng điều khiển thể hiện các tính năng sử dụng, phía sau là cửa ra không khí sạch và hay được điều khiển từ xa. Phía bên trong của máy bao gồm bộ phận quạt. Phận quạt thì có hai chức năng là hút không khí bẩn ở trong phòng vào và sau khi xử lý thì sẽ đưa không khí sạch ra qua cửa ra không khí sạch. Bộ phận lọc của máy lọc không khí Daikin bao gồm các thành phần, thứ nhất là cái màng lọc thô làm nhựa. Màng lọc thô thì có tác dụng giữ lại các cái bụi, cái kích thước lớn, tóc rụng, lông động vật, bụi vải. Bộ phận thứ hai là màng lọc tĩnh điện. Màng lọc tĩnh điện này có tác dụng là sẽ hút các cái chất gây bẩn, vi khuẩn, virus và tích điện âm để tiêu diệt ở trên màng lọc. Ưu điểm của phương pháp tiêu diệt vi khuẩn, virus bằng màng lọc tĩnh điện là tiêu diệt tuyệt đối. Bộ phận thứ ba là màng lọc HEPA. Màng lọc HEPA này có tác dụng là giữ lại các cái bụi nhỏ nhất và tăng cường khả năng kháng khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn và virus. Bộ phận thứ tư là màng lọc xúc tác quang. Màng lọc xúc tác quang này có tác dụng là để khử mùi. Bộ phận cuối cùng là thiết bị để tạo dòng xoáy lốc, nghĩa là các electron tốc độ cao được sản sinh, tăng cường khả năng phân hủy và tiêu diệt vi khuẩn, virus cũng như các chất gây mùi. Lời khuyên của chúng tôi là trong quá trình sử dụng thì các bạn nên vệ sinh các cái màng lọc thường xuyên để đảm bảo là các màng lọc luôn luôn sạch sẽ và nâng cao với hiệu quả sử dụng của máy lọc không khí. Đối với màng lọc tĩnh điện thì khoảng 3 tháng một lần thì các bạn sẽ vệ sinh. Cách vệ sinh thì bằng cách là các bạn sẽ rửa ở dưới vòi nước, có thể dùng bàn chải để đánh sạch những cái bẩn ở trên này. Với màng lọc thô thì cũng tương tự, các bạn sẽ rửa dưới nước, sau đó thì lau khô. Với màng lọc HEPA thì cái việc vệ sinh là không cần thiết, tuy nhiên nếu có bụi thì các bạn làm sạch bằng máy hút bụi. Màng lọc xúc tác quang cũng tương tự như màng HEPA, chúng ta không cần phải vệ sinh, tuy nhiên có bụi thì vẫn làm sạch bằng máy hút bụi. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt các cái màng lọc. Đầu tiên thì các bạn sẽ lắp cái màng lọc HEPA này phiền ra phía trên của màng lọc xúc tác quang. Ở đây thì có các cái chốt để gài, các bạn gài vào theo các cái thứ tự. Màng lọc xúc tác quang này sẽ được lắp vào phía trong cùng, sau đó thì đến màng lọc tĩnh điện. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp màng lọc thô vào các mấu gài đã có sẵn. Cuối cùng là thiết bị tạo lốc xoáy. Sau đó thì lắp cái phần mặt trước. Ở phần mặt trước thì sẽ có hai cái mấu gài ở phía bên trên và ấn chặt ở dưới. Phía trên của máy là bảng điều khiển thể hiện các cái tính năng trong quá trình sử dụng. Phần trên cùng là nút nguồn. Ở đây thì máy lọc không khí Daikin có hai bộ phận cảm biến, bên này là cảm biến mùi và bên này là cảm biến bụi. Đèn cảm biến mùi và đèn cảm biến bụi sẽ thể hiện các cái mức độ chất lượng không khí ở trong phòng qua ba màu sắc. Nếu đèn màu xanh sáng thì là sạch, thêm đèn màu vàng sáng thì là bẩn và thêm đèn màu đỏ thì là rất bẩn. Phía bên này là các cái chế độ tự động tiêu diệt. Bên này là bảng điều khiển thể hiện các cái tính năng chế độ automatic, các cái tốc độ của lưu lượng không khí thấp, trung bình, cao, chế độ turbo, chế độ lọc các chất gây dị ứng và chế độ khi đi ngủ. Cuối cùng là chế độ hẹn giờ, có 3 chế độ hẹn giờ, thời gian là 1 tiếng, 2 tiếng và 4 tiếng. Phần giới thiệu máy lọc không khí Daikin đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn, hy vọng được phục vụ các bạn. Dùng thử 3 ngày miễn phí, bảo trì máy, vệ sinh màng lọc 3 năm miễn phí. Máy lọc không khí.com.vn, hệ thống siêu thị máy lọc không khí hàng đầu tại Việt Nam.
Hotline 0949 318 386. Showroom miền Bắc, số 467 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Showroom miền Nam, số 43M Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.